Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem một cái góc làm việc của mình thôi. Đây là cái bàn làm việc của mình. Và bàn làm việc của mình thì cũng sơ đâu đấy trăm triệu cả cái bàn này. Với tất cả những cái liên quan đến gọi là công việc làm YouTuber của mình thì ngay bây giờ mình sẽ cùng giới thiệu với tất cả các bạn về những thứ có ở trên bàn làm việc của mình nhé. Let's go. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái bộ máy tính này của mình một chút nhá. Bộ máy tính này của mình thì ngày xưa là mình dùng con chip Core i3-9100 phiên bản thế hệ mới đấy. Nhưng mà về sau thì mình cảm thấy là dựng video nó bị chậm, bị lag. Thế nên là mình đổi lên cái con chip i5. Và cả cái bộ máy tính này mua mới tất cả mọi thứ thì nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu nhá. Hơn 20 triệu là đã đổi rồi đấy. Ngày trước là lúc mà mới mua thì nó chỉ có giá khoảng 15-16 triệu thôi. Và sau khi đổi và cộng thêm cả cái việc là fix thêm đèn LED các kiểu ấy, đấy, thì nó lên được tí tiền. Ok nhá, nói về bộ máy tính này thì đây, mình đang chạy Adobe Premiere ở trên này. Đây. Tiếp theo mình muốn nói tiếp theo đấy là cái đây. Đây là cái webcam mà mình đang dùng. Đây là con Logitech C930E mà mình đã nói với tất cả anh em rồi. Con này thì có giá thị trường rơi vào khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu. Thì đấy, khoảng cứ tính ra là bộ máy tính là khoảng 22 triệu đi, 22 triệu thêm con này 2 triệu nữa là 24 triệu. Tiếp theo là trên bàn làm việc của mình có một GoPro. Con này chỉ để quay những cái cảnh liên quan đến góc rộng thôi. Con này đợt mình mua là tầm 9 triệu. Cách đây khoảng 2 năm là tầm 9 triệu với bộ gọi là bộ full của nó với cả tất cả các phụ kiện là rơi vào khoảng 2 năm cộng 9 là bằng 30 mấy triệu nhỉ. 2 năm cộng 9 bằng 34 triệu nhá. Tiếp theo là ở bên này thì có một con mình đang sử dụng một cái hệ thống loa gồm có hai loa. Cái loa chính là con JBL X-Chamber 2 này thì mình mua cái đợt full box của nó là rơi vào khoảng hơn 6 triệu là 3 mấy rồi. 34 cộng với 6. Cứ tính là 6 triệu đi bởi vì đợt đấy là mua gần 7 triệu cơ. Đợt nó mới ra là 34 cộng với 6 đi là 40 triệu. Trên này là một cái bộ loa nữa. Đây là cái bộ loa mà gồm 5 con loa 5.1. Và cái bộ loa này thì được nối với cái shortcut ở phía bên dưới này. Thì cái bộ loa ở trên kia nó cũng phải tầm rơi vào tầm chục triệu nữa. Là khoảng 50 rồi. Tính sơ sơ đơn giản là 50. Ở đây thì có một con mic SM8B cộng với cả một cái shortcut mà mình sử dụng để thu âm ấy. Thì cái bộ này, cả bộ này mình mua tầm 3 triệu. Có thêm một cái tai nghe Beats Studio. Con Beats này đợt trước mình mua bao tiền nhỉ? Chắc là tầm hơn 3 triệu. Đấy, và sau ở trên này là một cái đèn live stream giá là 750.000 hay 800.000 gì đấy, cũng không nhớ rõ lắm. Cái bàn này là được tặng. Nhưng mà theo như mình nhớ không nhầm là cái bàn này là chị mình mua là cũng hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu cái bàn này bởi vì nó là gỗ thật. Có một cái lót bàn phím thì hôm trước là mình có review rồi thì cái lót bàn phím này nó sẽ rơi vào khoảng mấy trăm nghìn nữa thì thôi không đáng nhắc đến. Cái mà mình muốn nhắc đến nhiều nhất ở trong cái này đó là cái thứ mình rất là thích, cái thứ mà mình thích nhất ấy, ở trong cái bàn làm việc của mình đấy là cái ghế mà mình đang ngồi. Cái ghế này nó hơn 5 triệu, làm ra thật hơn 5 triệu, tính sơ sơ từ nãy giờ chắc phải hơn 60 rồi. Và thêm một vài cái thứ liên quan đến cái mà mình đang cầm nữa. 4-5 cái chân để quay máy quay rồi các thứ. Và cộng thêm cả mấy cái máy quay nữa thì nó cũng rơi vào xấp xỉ 80-90 triệu. Anh em để ý nhá, là cái công việc làm YouTube ấy, cái công việc làm YouTube nó rất là khá là vất vả. Cái điều đầu tiên mà vất vả nhất đó là cái việc đầu tư cho trang thiết bị ấy. Không phải là tự nhiên mà người ta làm một phát là quay bằng điện thoại các thứ. Là đợt trước là mình cũng quay bằng điện thoại nhưng mà mình cảm thấy nó không ổn. Về sau thì mình chuyển hết qua cây kia các kiểu và mình chuyển hết qua một cái hệ thống dữ liệu, rồi mua thêm cả ổ cứng nữa, ổ cứng bên ngoài. Hiện tại đang đeo ke, đang cầm cái ổ cứng đấy thì mình mua thêm mấy cái ổ cứng ngoài nữa.
mất khá là nhiều tiền và đầu tư khá là nhiều tiền cho cái việc là sản xuất nội dung như thời điểm hiện tại. Và như mọi người nhìn thấy này, thì ở đây riêng cái con GoPro của mình nhá, riêng cái con GoPro của mình hôm trước mình chỉ nói đến cái phần phụ kiện thôi, còn nó liên quan đến cả mic, mốt các kiểu nữa thì nó rơi vào khoảng vài triệu nữa. Thì xét cho cùng thì mình nói cái câu chuyện này ấy, nó không chỉ đơn giản là cái việc là nó trị giá bao nhiêu, mà cái mà mình muốn nói nhiều ấy, đến cái việc mà mình đang làm, đó là khi mà các bạn làm YouTube thì các bạn sẽ phải đầu tư rất là nhiều thứ. Và cũng chưa chắc ấy, là khi mà các bạn đầu tư nhiều thứ để làm cái chương trình dành cho cái cuộc đời của mình mà nó đã thành công đâu. Thậm chí là còn mút chỉ chờ học cả cứt ra cũng không bao giờ hòa được vốn ấy, hòa được vốn đầu tư. Tuy nhiên là có một cái điều rất là hay, đấy là nếu giả sử các bạn không làm YouTube thì các bạn cũng sẽ phải sắm sửa những cái thứ như thế này. Nếu mà các bạn muốn phục vụ cái mục đích giải trí riêng của các bạn thì chắc là nó cũng tầm tầm đấy. Thì mình nghĩ là với cái khoảng 100 triệu đổ lại thì nó là một cái khoản đầu tư nó không hề lớn dành cho cái việc mà mình đang làm. Có một cái điều mà mình muốn nhắn nhủ qua cái clip này thôi, là đừng chờ mong quá nhiều và đừng chờ mong là thành công đến quá sớm. Hãy cố gắng làm từ từ thứ một. Ngày xưa khi mà mình đầu tư thì mình cũng xót tiền chứ, nhưng mà vấn đề ở chỗ là quay đi quay lại thì kể cả là giả sử như kiểu mình không làm YouTube thì mình cũng đã có tất cả những sản phẩm kiểu như này để nghịch rồi. Đó, nó là vấn đề mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và cũng có một vài người hỏi mình là cái góc làm việc của anh nó như thế nào, thì ngày hôm nay mình chia sẻ cái góc làm việc của mình không. Đầu tư chắc khoảng mấy chục triệu vào bộ máy tính, bàn ghế, rồi tất cả các thứ liên quan đến thu âm, rồi loa đài. Mình rất là thích thiết bị âm thanh, thế nên nó mới mất nhiều tiền như thế. Kể cả tai nghe của mình cũng không nghe mấy cái tai nghe vớ vẩn. Chính vì thế nên là nó mới mất nhiều tiền. Chứ còn nếu mà để đầu tư vào một bộ máy tính không thì chắc nó chỉ mất khoảng 20 triệu thôi. Render được video rồi. Render được video đơn giản, cơ bản, chứ không thể render được video 4K hay là những cái đồ họa mang tính chất cao cấp. Rồi chốt lại cái clip này, đây là cái góc làm việc của mình, và mình sẽ giới thiệu nhiều hơn về cái góc làm việc này, bởi vì mình chuẩn bị mua thêm một vài sản phẩm nữa để phục vụ cái mục đích làm YouTube của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe để mình tiếp tục có động lực làm tiếp những clip khác nhé. Bye bye.